Đấy là bản dịch. Dạ con đã đọc xong. Con kính mời cô Lạc, cô Tâm Phương. Dạ con kính cảm ơn cô Dạng Đông đã bót bài. À, cảm ơn Quang Thanh. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ Nam Mô Thẩm Ma, dạ dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính hành lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tiên nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ không biết cái âm thanh của con có được nghe không ạ? Dạ alo. Dạ cảm ơn cô Như Pháp. Dạ dạ con xin đọc cái số cao pháp cú là 24244. Dạ số chi vằng a hi, số chi vằng a hi ri kề na ca ca su re na tham si na bát kha bát khan di na bát bát gát về na rằng rằng lít thề na chi quý tầng dễ thay sống không hổ, sống lộ mãn như quả, sống công kích huyên hoang, sống liều lĩnh ô nhiễm. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ thay lỗ mãn, chẳng trơ, chẳng lòng hổ thẹn, cắn dao, quả đang người có khác đâu, những kẻ tự phụ, cứng đầu, kiêu căng. Dạ đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ con xin đọc và kệ. Dù chi văn an hề ri kê na ca ca se ren na tham si na bác căng đi na bằng gánh về na dăm kích linh thế na chi quy tăng dù chi văn an hì ri kê nang ca ra su rê na thăm đi na bạc căng đi na ba gắn về na dăm hi thế na chi quy tăng. Dễ thay sống không hổ, sống lộ mãn như quả, sống công kích hiên hang, sống liều nhiễm ô. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, chỉnh chẳng lòng hổ thẹn trộm sao khác đâu, những gì con đã đọc xong rồi con đã nhường biết con. Cảm ơn cô Như Pháp. Dạ sao cũng sa thưa kính cô Tâm Phương, Nam Mô Bích Thầy, dạ, tưởng mời tổng ơi pháp nguồn lâu cai rồi trời. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng, mời pháp nguồn lâu cai nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Tịnh Đạt với con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và ôn bài câu pháp cú 244. Cảm ơn cô Dạng Đông cho bài. Cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu. Cô Dạng Đông cho biết tín hiệu. Su chi quang a hi ri kê na ca ca su re na tham xin na bách khan đi na ba gấp thế na sang ki lít thế na chi quy tăng su chi quang a hi ri kê na ca ca su re na thăng xin na
bách khăn đi na pha gấp phê na sang kỳ lịp thề na chỉ huy tăng su chi quăng a hi ri kê na ca ca su rê na thăng si na bách khăn đi na ga gấp phê na sam kỳ lịp thề na chỉ huy tăng. Dễ thay sống không hổ, sống lỗ mãng như quả, sống công kích hoành hoang, sống liều lĩnh nhiệm ô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ thay lỗ mãng trên chẽn chơ, chẳng lòng hổ thẹn, trộm cờ cắn sau, quả đen người có đâu, những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép được kể. Su chi quang a hi re ke na ka ka su re na tham si na ka pang di na pa gap te na sam ki li te na chi hi quy tăng. Su quy quang a hi ri kê na ca ca su re na thăng si na ca thăng đi na pa gặp thế na sam ki li thế na chi quy tăng. Dễ thay sống không hổ, sống lỗ mãng như quả, sống công kích hênh hoang, sống liều lĩnh nhiễm ô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ thay lỗ mãng chẽn chơ, chẳng lòng hổ thiện, trộm hờ cắn sau, quả đen người có khác đâu, những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong, con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ. Cảm ơn cô giảng đồng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý thiện nam tín nữ. Và cảm ơn cô Như Pháp và Rằng Đông đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 4. Su chi quang a hi ri kê na ka ka su re na tham si na bắc khan đi na bắc gấp phê na sang ki lít thê na chi vi tăng. Su chi quang a hi ri kê na ka 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 su re na tham si na bắc kham di na ba gap pe na sang ki li the na chi vi tang su chi quang a hi ri ke na ka ka su re na tham si na ba kham di na ba gap pe na sang ki lit the tăng. Dễ thay sống không hổ, sống lỗ mãn như quạ, sống công kích hên hoang, sống liều lĩnh ô nhiễm ô. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ thay lỗ mãn trẻn trơ, chẳng lòng hổ thẹn, trộm hờ cắn sao, quả đen người có khác đâu, những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ tự nhiên ôn bài xong. Dạ giờ đã thấy tín hiệu của Hành Kiểm. Dạ kính mời Hành Kiểm ạ. Đạo.
đâu. Dạ, hết nghe được cô Hạnh Kiểm rồi. Cô Hạnh Kiểm ơi, dạ, mời cô Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô Tu Nữ Tại Duyên. Kính chào quý cô Tu Nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 241 ạ. Sù chi quan a hi ri hi ri kê na ca ra su ca ca su re na tham si na ma khang di na ba gam be na sang kích li thê na chi vi tăng. Su chi quang a hi ri kê na ca ca su re na tham si na ba khang thi na ba yap bê na sang ki li thê na chi tăng. Dễ thai sống không hổ, sống lỗ mãn như họa, sống công kích huyên hoang, sống liều lĩnh hiểm ô. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sù chi quang a hi ri kê na ca ca su re na tham si na ba khang di na ba gap be na sang ki li thê na chi vi tăng. Dạy hai lỗ mãn trẻn trơ chẳng lòng hổ thẹn trộm hờ cần sao. Quả đen người có khác đâu, những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng. Đó là khổ khơ của Hòa Thượng Thế Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài. Xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Trung Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô Tu Nữ. Như Pháp kính lễ cô Tu Nữ Tại Duyên. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông, cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài. Dạ, cô Hạnh Kiểm mà nét yếu quá không cầm bích được rồi. Tội nghiệp chạy ra chạy vào hai ba máy luôn mà vẫn không cầm bích được. Dạ, con xin được ôn bài ạ. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lao Cai. Su chi quang a ri hi kê na ca ca su re na tham si na phat khan di na phat gap pe na sam ki lit the na chi vi tăng. Dạy thai sống không hổ, sống lộ mãn như quả, sống công kích hoanh hoang, sống liều lĩnh nhiễm ô. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mến chào Thina. Thina ơi, Thina có thể cầm mic không? Thina có thể cầm mic không? Thì Như Pháp nhường mic chứ không mấy là Như Pháp khóa sổ đó. Rồi, mời Thina nghe.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài ạ. Số 244. Suchi Wang Ahirike Na Ka Ka Sure Na Tham Sikna Pakkandina Pakve Na Sankhi Litthe Na Chi Vitan. Suchi Wang Ahirike Na Ka Ka Sure Na Tham Thần Sina Bắc Khăn Đi Na Phá Góc Phê Na Sần Khi Linh Thề Na Chi Quý Tăng. Dễ thai sống không khổ hổ, sống lỗ mãn như quả, sống công kích huyên hoàng, sống liều lĩnh, nhiễm ô của Hòa Thượng Thích Minh Vô. Suchi wang ahirike na kakasure na tangzina pakandina pagamfe na sankhilinte na jiwitang. Suchi wang ahirike na kakasure na tangzina pakandina pagam ve na sankhilinte na jiwitang. Dễ thay lỗ mãn chẳng trơ, chẳng lòng hổ thẹn trộm hờ chẳng nhau, ngoài đen người cỏ khác đâu, những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng ạ. Sa thủ kính cảm ơn thì là giờ giao đây pháp kéo lên rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác. Sa thủ lành thai, như pháp kính cảm ơn thì là cô Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Tâm Hương, Quang Thanh, cô Cẩm Vân, cô Sẵn Đông đã hoan hỷ ôn bài. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Sẵn Đông và Tina cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng ta cũng đã đến giờ học bài mới Cao Pháp Cú Kinh số 245. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí lạnh ráng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Hữu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm tạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ duyên sự và ý nghĩa cao pháp của cung số 245. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít tính sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác. Quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ sa thú.
Dạ, con kính lễ chư tăng tượng thọ minh hạnh, kính mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và ngày hôm nay, ngày thứ sáu, thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kinh Pháp Cú. Dạ, bây giờ con nghe rõ âm thanh rõ chưa ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 245. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 245. Dạ, chính trước khi đi vào cái bài học ngày hôm nay, xin đại xin cung thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật. Arahang samma sambuddho bhagava Bhutang bhagavantang abhivademi Svakkhato bhagavata dhammo Dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú 245. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 245 có nội dung như sau. Hiri mata cha du chi vang ni chang su chi ga we si na ali ne na pa ga phe na Sutta jivena basata Hirimata jadu jivang Nijang sujiga vesina Aline napagaphena Sutta jivena basata. Khó thay sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Khó thay sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chinh Đá Chánh Thân. Và cuộc sống khó khăn được sống bởi người có sự hổ thẹn, thường xuyên có sự tầm cầu điều trong sạch, không cố chấp, không khoác lác, có sự nuôi mạng trong sạch, hiểu biết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức như sau. Khó thay biết hổ thẹn rồi, lại cầu thanh tịnh mà nói hướng về. Vô tư khiêm hạ lìa mê, trăng trong sao sáng đề huề hai vai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Trước tiên đi vào bài học thì chúng ta cũng tìm hiểu sơ lược về ngữ vượng của câu kệ ngôn Pháp Cú này.
câu kệ ngôn pháp cú số 245. Hirimata cha du chi quán nít chân su chi ca quê si na a li lê na pa gấp hê na su tha chi vê na ba sa ta. Câu đầu tiên đó là Hirimata cha du chi quán. Hirimata ở đây có nghĩa đó là người sở hữu hay là người có. Hiri là sự hổ thẹn. Hiri Mạnh Tú là người sở hữu hay là người có cái tính chất, cái tố chất đó là cái sự hổ thẹn. Chá có nghĩa là và. Đốt chi văn. Đốt chi văn. Đốt chi văn là cuộc sống khó khăn. Chữ chi vá là nói về cái cuộc sống, và cái chữ đú, tiếp tục ngữ đú đó, nó cái sự cản trở, khó khăn, cực nhọc, hay đôi khi nó còn mạng nghĩa xấu xa trong cái nghĩa là đúc khá, khó khăn. Đú chi văn đó là cuộc sống khó khăn, cuộc sống khó khăn. Câu thứ hai, nít chân su chi ga we si na, nít chân su chi ga we si na, nít chân su chi ga we si na. Nít chân là thường xuyên. Cái từ này thì chúng ta hay gặp cái từ là anít chân đó, anít cha, anít cha. Thì đó là không có thường xuyên hay là vô thường. Còn đây là nít chân là thường xuyên. Su chi ga we si na, su chi ga we si na, su chi là trong sạch, cộng với lại là ga we si. Ga we si là sự tầm cầu, sự tìm kiếm, sự tầm cầu điều trong sạch, cái việc trong sạch. Su chi ga we si na. Nít chân su chi ga we si na, nít chân là thường xuyên, su chi ga we si na tầm cầu cái việc hay là cái điều trong sạch. Rồi chúng ta tiếp tục với câu kế tiếp, đó là ali ne nappa gap he na, ali ne nappa gap he na. Ali nê na, ali nê na, chúng ta có hai từ là ali nê na, appa gấp hề na. Ali nê na có nghĩa đó là không có cố chấp, không có cố chấp. Ali na đó, không cố chấp. Và appa gấp hề na, appa gấp hề na là không có khoác lác, không có khoác lác. Ở trong bản dịch của ngài Minh Châu thì ngài dùng cái từ đó là đối nghĩa đó là khiêm tốn đó, không có khoác lác, không có khoe khoang, không có khinh suất, thì nó đồng nghĩa với là sự khiêm tốn. Appa gấp hề na, như vậy từ là ali nê na, appa gấp hề na, đó là không cố chấp, không có khoác lác. Rồi câu cuối cùng, câu thứ tư, sutha chi ve na basata, sutha chi ve na basata, sutha chi ve na, sutha chi vá. Ở đây chúng ta có cái từ đó là sutha là trong sạch, a chi vá. Ajiva là cái sự nuôi mạng hay là cái đời sống trong sạch. Sự nuôi mạng trong sạch hay là chân chánh, trong sạch hay là đúng đắn đó. Cái gì xuất phát trong sạch? Trong sạch đây có nghĩa là mình hiểu nghĩa là chánh mạng đó, nuôi mạng một cách tốt đẹp, không phải do cái sự tà mạng mang lại.
Pasata, Pasata cái nghĩa gốc đó là cái sự thấy. Pasata có nghĩa là thấy, nhưng mà ở trong cái điều này là thấy, là thấy cái gì? Thấy ở đây là sự nhận định, sự hiểu biết. Sự hiểu biết. Này Minh Châu người dùng cái từ là sáng suốt đó. Cái người có ý thức nhận định. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 245. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần ý nghĩa duyên sự của câu kệ ngôn này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 245 có nội dung như sau. Hiri mata cha đô chi văn ni chăng su chi ga vệ si na ali ne na ba ga phê na sutha chi vệ na ba sa ta. Khó thể sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự câu kệ ngôn pháp cú số 245 này nằm trong nhóm hai câu kệ ngôn 244 và 245 liên quan đến tích chuyện duyên sự của một cái vị tỳ khưu. Vị này là đệ tử xuất gia của Ngài Sariput, Ngài Xá Lợi Phất. Cái vị này tên là Chula Sari. Có một cái cuộc sống sung túc đầy đủ, nhưng mà không phải do phước báo mang đến, mà do cái đời sống của cái vị này. Tức là cái vị này hành cái nghề y sĩ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào ở trong cái câu chuyện này mà Đức Phật này nói lên hai câu pháp cú này. Thì chúng ta được học câu 244 thì chúng ta đã nghe về cái duyên sự này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. Kính thưa quý vị, rằng câu nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn ngày nói lên khi an ngự tại Chetavana, đề cập đến một cái vị tỳ khưu tên là Chulasari. Cái vị này là đệ tử xuất gia, là có cái vị thầy tế độ là Ngài Sariput. Thì cái vị Chulasari này có thể là xuất gia khi đã lớn tuổi, cho nên có một cái nghề, đây là cái nghề thầy thuốc. Cái nghề thầy thuốc, khi mà xuất gia rồi đó, thì cái vị này lại tiếp tục mà sử dụng cái nghề của mình đó để mà thay vì đó là đi trì bình khất thực, hành thiền, thực hành sa môn hạnh, thì cái vị này sau cái xuất gia lại tiếp tục sử dụng cái y thuật của mình để mà nuôi mạng, để mình nuôi mạng. Tức là do nhờ cái sự mà khéo tay điều trị thuốc thang của mình đó, thì nhận được những cái sự cúng dường từ những người cư sĩ. Và cái sự cúng dường này đó là những cái món ăn vật dụng rất là sang, rất là đẹp, rất là ngon. Có một điểm đó là cái vị này khi mà hành những cái việc như vậy đó thì bấy lâu nay không ai có biết. Nhưng có một lần nọ đó thì cái vị này nghĩ đến cái vị hòa thượng tu cho mình đó là Ngài Sariput, cho nên đem cái phần thức ăn đem cúng Ngài, giống như là mang cái đồ tốt, cái đồ đẹp, cái đồ ngon đem cúng cái vị hòa thượng cho tu đó. Thì cái vị hòa thượng Ngài Sariput, Ngài không có nhận. Bởi vì cái vị này tắc bạch rằng Ngài có con là đệ tử,
và con có được cái sự hộ độ cúng dường của người cư sĩ do cái việc mà con chữa trị y trị bệnh đây này mang lại, thì con sẽ cúng dường Ngài luôn luôn, tức là Ngài không cần phải lo, không cần phải duy trì bình thức thực vân vân, mà con sẽ cung cấp cho Ngài. Thì Ngài Sariput, Ngài nghe cái lời tắc bạch, Ngài không có nhận lời, Ngài im lặng. Và cái sự việc này đã được đến tai của Đức Phật. Ngài Đức Phật Ngài mới tụ chư tăng lại, họp chư tăng lại để mà Ngài nói lên một cái bài pháp liên quan đến cái duyên sự này. Và trong đó thì có hai câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học đây. Sống không biết tàm quý, sống lỗ mãn như quạ, sống che bay khoác lác, sống ngạo mạn nhiễm ô, sống vô cầu khiêm tốn, sống thường cầu thanh tịnh, sống thanh tịnh sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Đó là hai câu kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật Ngài nói lên trong cái nhân cái duyên sự này, cái duyên cớ này. Thì thưa quý vị rằng trong cái đời sống hiện tại đó, hai câu kệ ngôn pháp cú này cũng như là cái duyên sự này đó là đề cập đến cái đời sống của những vị xuất gia. Những vị xuất gia thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đời sống của những vị xuất gia là như thế nào. Đôi khi những vị Phật tử lâu năm chúng ta đi chùa, chúng ta hộ độ Phật pháp, nhưng mà đối với cái đời sống xuất gia của những cái vị xuất gia ở trong chùa đó thì chúng ta chưa có dịp để mà chúng ta tìm hiểu. Mà điều này phải nói rằng là một điều rất là thiếu sót đối với cái người cư sĩ Phật tử. Trừ cái khi nào đó mà cái vị đó có được cái thời gian 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mà xuất gia hay là ở xuyên suốt trong chùa đó, thì cái người đó mới hiểu được cái đời sống xuất gia là như thế nào. Còn không chỉ là để đến dự các buổi lễ, rồi dự các cái buổi thuyết pháp vân vân, thì khó lòng nào mà có thể cảm nhận được cái đời sống xuất gia là như thế nào. Thì sẵn hôm nay cái câu kệ ngôn pháp cú này liên quan đến một cái đời sống xuất gia, thì tình đại sẽ được trình bày một khía cạnh nào đó cho quý vị hiểu rõ hơn. Cái câu chuyện mà ngài có cái tấm lòng muốn cúng dường những cái đồ tốt, cái đồ ngon đến với vị hòa thượng cho tu của mình đó, thì quý vị thấy rằng vị này cũng có là cái sự tri ân, cũng có nghĩ đến cái người có ơn với mình, bởi vì không có vị thầy của mình thì mình không được xuất gia. Ở trong cái thời kỳ của mình bây giờ đó, mà tìm được cái vị như vậy là đã khó rồi. Đã khó, rất là khó. Biết kính trọng, biết nhớ đến những cái người những người thầy á, thì đã là khó rồi. Biết đem những cái gì quý, cái gì tốt, biết nghĩ đến cái người thầy của mình, điều đó đã là khó rồi. Tuy nhiên cái trong cái trường hợp này đó, Đức Phật Ngài không có chấp nhận. Ngài không có chấp nhận và Ngài nói rằng đây là một cái người sa môn, một người xuất gia sống với cái đời sống không có cái tàm và quý. Thì tại sao Đức Phật nói như vậy? Nếu như trong cái đời sống hiện tại của mình đó, thì đối với cái vị sư mà chúng ta thấy rằng là trị bệnh, có cái tay nghề để mà bốc thuốc đó, để mà trị bệnh, thì chúng ta hoan nghênh. Chúng ta cho rằng cái vị này là cái vị, thậm chí có nhiều người cho là cái vị Bồ Tát để mà giúp đời, vân vân. Đó là cái nhận định của mình. Đó là cái nhận định với cái trí tuệ phàm phu của mình. Đó là cái sự mà mình có ơn với người đó, mình quý trọng người đó, và mình suy nghĩ như vậy. Còn với cái nhận định của Đức Phật về một cái người tu sĩ sa môn thì chỉ có cái việc đó là học và hành pháp mà thôi. Làm sao để mà trị khỏi căn bệnh phiền não, đó mới là cái
mục đích tối thượng, mục đích cao cả. Còn cái việc mà giúp đời, còn cái việc mà giúp chữa bệnh á, đối với cái người xuất gia tu sĩ, nó không phải là cái phận sự. Nó không phải là cái phận sự, mà cái phận sự đó là của những người có cái chuyên môn. Mình vừa là người xuất gia mà mình lại dành luôn cái chuyên môn đó đó, thì cái thời gian đâu nữa mà mình tu học, cái thời gian đâu nữa mà mình dành cho cái việc đó là quay về cái nội tâm của mình, quay về với lại cái con đường xuất gia của mình nữa. Thì dần dần thưa quý vị rằng nó sẽ trở thành một cái khó, cái khó. Thì mình sẽ xét trong cái hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh. Ở trong cái thời kỳ hoàn cảnh trong cái câu chuyện này đó là trong thời kỳ Đức Phật, ngày Đức Phật ngày đề cao, ngày khuyến khích làm sao cho các cái vị xuất gia luôn luôn có được một cái đời sống an lành ở trong cái việc học pháp hành pháp. Còn cái đời sống hiện tại thì chúng ta do là chúng ta có nhiều cái lý do, cũng có thể là khuyến khích, cũng có thể là tinh vực, cũng có thể là bao che để mà chúng ta có thể biện minh cho cái hành động của mình. Nhưng mà đứng trên tinh thần của một cái người xuất gia tu sĩ, một cái người đã tìm về cái con đường mà ly gia cắt ái, hướng đến cái việc đó là giải thoát cái khổ đau đó, không nên để mà dính líu đến những cái việc làm cho mình bận rộn. Tuy nhiên thì cái thời điểm hiện tại thì nếu như mình có được cái niềm vui ở trong đời sống xuất gia, cũng như là có một cái niềm vui để giúp đỡ, thì nó cũng không đánh thành vấn đề. Đối với cái người tu sĩ đó, ở trong cái phần Pháp Cú Kinh này, chúng ta thấy ở trong cái đoạn cuối đó thì có nhắc đến là 21 cái cách sống tà mạng. Cách sống tà mạng này, chúng ta dùng cái từ tà mạng thì nó chúng ta sẽ rất là dễ hiểu lầm, đó là cái việc sống bằng cái nghề ác. Cái sự tà mạng đây á, ở trong cái người đời sống tu sĩ, nó không phải là cái tà mạng theo cái kiểu của người cư sĩ. Tà mạng theo cái người cư sĩ đó thì Đức Phật ngài không có khuyến khích, cũng ngài nói rằng cái người cư sĩ đó cần nên tránh những cái nghề nuôi mạng bằng cái việc đó là sát sanh, bằng cái việc đó là buôn bán vũ khí thuốc độc, bằng cái việc đó là buôn bán rượu men rượu nấu. Những cái công việc nghề nghiệp như vậy nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp với mình và những cái người đối tượng sử dụng những cái đồ mà mình buôn bán. Thì như vậy đó là cái cuộc sống, cái lợi nhuận ở trên công việc đó là công việc tà mạng hay là nuôi mạng không chân chánh. Còn đối với những người tu sĩ đó thì quý vị biết rằng đó là từ kỳ đời Đức Phật tới bây giờ đó thì là chư tăng sống, họ thực để sống ngày đó là nhờ cái sự ủng hộ cúng dường đặt bát hàng ngày. Chư tăng phải đi bát hàng ngày, đi khất thực hàng ngày ở trong làng xóm để nuôi mạng trong ngày hôm đó. Thì đó là cái cách sống chân chánh, nuôi mạng một cách chân chánh, không có một cái gì cần phải lấy lòng, cần phải nịnh nọt, còn cần phải thế này như thế nọ với người cư sĩ để mà nhận cái sự cúng dường. Chư tăng cứ ôm bát đi vào làng khất thực, ai hoan hỷ, ai muốn cho thức ăn như thế nào thì họ đến họ đặt bát cúng dường. Đó là một cái lối sống và cái đời sống rất là lành mạnh đối với người xuất gia. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy rằng theo cái hoàn cảnh thực tế thì cái người cư sĩ không có đặt bát chư tăng ở những cái làng xóm này ít có dịp, nhưng mà họ đến chùa để mà họ chuẩn bị thức ăn từ ở nhà hay là vào chùa để mà nấu nướng, xong rồi mới đem dâng cúng chư tăng. Chư tăng cũng không có phải bận để mà chế biến thức ăn vân vân. Thì đó là một cái việc chúng ta thay đổi theo tùy theo cái hoàn cảnh. Riêng nói về cái người xuất gia tu sĩ đó mà sống một cách tà mạng đó, 21 cái lối sống tà mạng ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo của ngài Bửu Trơn,
có đề cập đó, hay là cái đề cập ở trong cái chú giải cái pháp cú cái phần tóm tắt đó, chúng ta có thấy rằng là cho tre, cho lá, cho hoa, cho trái, cho đánh cây đánh răng. Ngày xưa thì không có bằng chải, mình dùng bằng cái cây. Rồi cho nước rửa mặt, cho dầu tắm gội, vân 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 vân. Và làm mai mối, làm thầy địa lý, làm thầy thiên văn, coi tướng số, 21 cách sống tà mạng. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta dùng cái từ tà mạng thì nó rất là dễ hiểu lầm. Nhưng mà nói rằng đó là qua 21 cách này đó, cái đời sống của người tu sĩ, cái người mà cái vị mà có cái tư tưởng, ở đây chúng ta phân tích cho kỹ nha, cái vị mà có cái tư tưởng muốn được lòng của cái vị cư sĩ đó, cư sĩ A, cư sĩ B, rồi cái vị này mới áp dụng một trong những cái cách mà vừa liệt kê ở trên, để mà có cái sự tương tác, để mà có cái sự qua lại, để mà có cái tình cảm gắn kết giữa cái vị tu sĩ này và cái người cư sĩ đó, thì như vậy được xem là một cái mục đích đó, mục đích của vị tu sĩ đó với cái tư tưởng đó là mục đích để gắn kết, để làm gì, để cho cái gia đình đó, để cho cái người thí chủ đó hộ độ cho mình. Cái tóm tắt là vậy. Một vị tu sĩ quan tâm, săn sóc, hỏi han, rồi cho đồ ăn, đồ uống đến một gia đình cư sĩ với cái tư tưởng rằng tạo cái sự thân quen, thân thiết, và chính nhờ cái sự mối quan hệ thân quen, thân thiết này, cái gia đình cư sĩ đó sẽ hộ độ cho cái đời sống vật chất của mình, từ cái vật thực, từ cái vật dụng, từ cái phương tiện vân vân, thì đó được xem là một cái tư tưởng hay là một cái lối sống không có lành mạnh, một cái tư tưởng hay là một cái lối sống không có chân chánh đối với một cái người tu sĩ xuất gia. Chứ không có nghĩa đó là đời sống tà mạng là cái vị này giống như là đi buôn bán đồ lậu hay là làm các cái việc ác, mà là với một cái khuynh hướng, một cái tư tưởng, tức là tạo được nhiều mối quan hệ, và chính nhờ cái mối quan hệ đó, cái đời sống vật chất như là phòng ốc, các cái vật dụng cần thiết ở trong phòng, hay là những cái vật dụng phương tiện di chuyển này kia nọ, được cái người cư sĩ hộ độ, thì với cái tư tưởng đó Đức Phật này không cho phép. Nhà chúng ta cần phân biệt ở chỗ này. Thì cái người tu sĩ là nó nếu mà nói rằng là đời sống thoải mái và chân chánh, không có bận tâm phiền hà hay là phải nhọc tâm mà suy nghĩ để mà được lòng người này, người lòng người kia, thưa quý vị, rằng là đời sống những cái vị mà xuất gia ở trong rừng đó, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng có tìm hiểu những cái vị mà ẩn tu, hay là những cái vị ở trong cái thiền đường đó, sáng đó thì đi bá quốc thực, xong rồi thọ thực ăn trưa, xong rồi quay về hành thiền học pháp, không có phải bận tâm là cái người A hôm nay đặt bát, cái người B hôm kia đặt bát, cái nhà người A này có mấy gia đình, có mấy người anh em, có mấy người con, cái người B kia một tháng kiếm được bao nhiêu tiền lương, không cần quan tâm tới cái chuyện đó. Không cần quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần là hôm nay đi bát nhận đủ thức ăn về để mà thọ thực nuôi mạng trong ngày, xong rồi hôm nay thì thực hành pháp tới đâu, học pháp tới nhớ cái gì, gặp khó khăn gì, khi mà bệnh tật thì có cái sự ủng hộ của cái người cư sĩ để mà lo cái sức khỏe. Cái đời sống của một cái vị xuất gia mà không có dính líu đến cái việc mà nuôi mạng, không có chân chánh, nó khỏe lắm. Tuy rằng mình nói là khỏe, nhưng mà ở ngoài khách quan nhìn vào á, thì cái vị này có một cái đời sống rất là cực khổ, tức là
do vì là không có nhiều cái mối quan hệ cho nên cái chỗ ở của vị này cũng là cái chỗ ở nó cũ kỹ. Do vì không có mối quan hệ thân thiết cho nên cái đồ dùng của vị này cũng là cái đồ dùng nó cũ kỹ, nó lỗi thời. Do vì là không có cái điều kiện về kinh tế cho nên cái đời sống của quý vị này nói chung là ở mức căn bản. Thì với cái khách quan nhìn vào đó thì mình cho rằng đời sống của vị này là đời sống cực nhọc khó khăn. Bây giờ mình muốn tu mà giống vị này mình cũng suy nghĩ lại mình có tu nổi hay không nữa. Cho nên chúng ta có cái câu đó là chúng ta có cái câu đầu tiên đó là sống vô cầu khiêm tốn. Sống vô cầu khiêm tốn, sống thường cầu thanh tịnh. Hoặc là chúng ta có cái bản dịch nghĩa ở đây, cái bản dịch nghĩa đâu rồi, cái chữ cái từ mà đức chi văn đó, chúng ta hồi nãy chúng ta dịch nghĩa đó là đời sống khó khăn đó. Thì đó, một cái người mà sống bằng cái một cái vị xuất gia tu sĩ mà sống với một cái căn bản thì chúng ta cho là đó là cái khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn về vật chất thôi, còn cái tinh thần, còn cái thể, còn cái tâm lý nó rất là thoải mái. Bởi vì mình chấp nhận, bởi vì mình chấp nhận. Còn như mình không chấp nhận được, mình thấy cái mình sống như vậy, mình ngó qua chỗ khác, mình thấy người này người kia ở cái chỗ cao chỗ đẹp, như vậy mình không chấp nhận thì mình khổ thôi. Thì ở chỗ này tình đại xuống dừng lại tí xíu, đó là như vậy á, những cái vị xuất gia sống ở chỗ đẹp chỗ sang có phải là những vị đó sống một cách đời sống của vị đó sống tạm mạn không, hay là cái đời sống của vị đó sống không chân chánh không? Chưa chắc. Cái việc mà cái vị đó có được một cái trú xứ tốt đẹp, một cái đời sống đầy đủ các cái tiện nghi, hay là được nhiều người cung kính để mà cúng dường đó, nó không phải nhất thiết là do cái mối quan hệ tình cảm, do cái mối quan hệ thân thiết, mà do cái đức độ của quý vị đó, hoặc là do cái phước vật chất của quý vị đó đã từng tạo trong quá khứ. Thì cái điểm này là chúng ta không có cái gì để khẳng định, mà chúng ta chỉ nhìn vào cái đời sống của vị đó mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái vị có nhiều vị xuất gia tu sĩ có phước lắm. Chúng ta dùng là những vị đó có cái phước báo rất là dồi dào. Mà nhiều khi những vị khác phải cố gắng cách này cách nọ mới được như vậy. Còn mình không cố gắng thì mình sẽ có một cái cuộc sống rất là căn bản. Cho nên á, chúng ta không nên đánh giá vội, bởi vì phước báo mà nó trổ sanh á, thưa quý vị, rằng không phải đơn giản mà nó xuất hiện. Cái phước báo trổ sanh, tình này xin được dừng lại và nói về cái phước báo trổ sanh. Một người mà không có phước báo nhiều đó, thưa quý vị, rằng không thể nào chịu được một cái lợi ích to lớn. Giống như là cụ thể, giống như là chúng ta làm ăn quy mô nhỏ, chúng ta chỉ làm ăn vốn, chúng ta chỉ là tầm vài chục triệu thôi, hoặc là chúng ta chỉ buôn bán nhỏ lẻ thì chúng ta tích góp cái đồng vốn, đồng lời thì chỉ có vài chục triệu đến vài trăm triệu thôi. Mà bây giờ thình lình có một cái người khác ở xa, một cái họ mang một cái hợp đồng cho mình mà cái lợi nhuận đó là lên tới là hàng tỷ đồng, hoặc là chúng ta trúng được một cái lô vé số hàng tỷ đồng, thì sư thưa quý vị rằng đối với cái người mà cái phước báo nó chỉ dừng lại ở vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu đó, thì cái thình lình của cái món lời hay là cái lợi ích mà nó quá to, nó đến thình lình đột xuất đó, sẽ làm cho cái người đó không đủ cái khả năng để mà chịu, để mà nhận lãnh, thì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả,
nhiều, dẫn đến nhiều cái hậu quả không biết sử dụng như thế nào, và ảnh hưởng đến cái tinh thần cũng như là ảnh hưởng đến cái đời sống của người đó rất là nhiều. Bởi vì cái phước của họ nó không đủ để mà nhận, không đủ để mà nhận. Thì đối với cái người xuất gia tu sĩ cũng vậy, có những vị họ phước báo đầy đủ đó, thì ở những cái nơi tốt đẹp, có một cái đời sống đầy đủ, có tiện nghi. Nhưng mà một cái người khác muốn được như vậy mà phước nó không đủ đó, thì được một thời gian thôi thì lập tức nó trở về cái vị trí cũ. Một cái ví dụ nữa chúng ta thấy về cái phước báo nó không đủ tương xứng á. Bây giờ Tịnh Đạt nói rằng một cái người sống quen ở nông thôn, mấy chục năm ở nông thôn, quen với là cái không khí sân vườn đồng ruộng, quen với cái việc mà nấu nướng bếp núc bằng củi hoặc là bằng bếp ga, bằng củi lửa khói. Rồi bây giờ có con có cháu, bây giờ nó có hiếu, nó mua cho một cái căn hộ cao cấp ở thành phố, một cái căn hộ cao cấp hàng tỷ đồng ở thành phố, và những đứa con đứa cháu nó có hiếu thì nó muốn ba mẹ nó lên sống gần con cháu, nó mới mời ba mẹ bỏ dưới quê, bỏ nhà cửa dưới quê lên thành phố để mà sống. Lối với cái cặp mắt khách quan bên ngoài thì mình nói rằng cái người ba người mẹ đó là người có phước, đúng không? Thì có phước là sao? Có phước đó là phải an vui, phải nhẹ nhàng, là phải thoải mái. Nhưng mà khi chuyển lên thành phố vào một căn hộ cao cấp đó, thì cái điều đầu tiên, cái người quen sống ở nông thôn đó, thì không có biết sử dụng công nghệ. Dùng thẻ để mà quẹt qua cửa, đi vào các cái cửa để mà thang máy, bấm thang máy, rồi dùng thẻ làm chìa khóa để vào trong phòng, rồi phải sử dụng các cái công nghệ tiện ích ở trong gia đình, tức là mở bật đèn, bật máy lạnh, bật tủ lạnh, rồi bếp núc là sử dụng bếp từ này kia nọ. Thì tất cả những cái mình cho là phước báo, cái tiện ích, cái tốt đẹp nhất, nhưng mà đối với cái người mà quen sống cuộc sống nông thôn, cái phước của họ đó, cái cuộc sống an nhàn an vui của họ đó, nó ở một cái vị trí khác. Bây giờ họ lên một cái cấp độ khác, nó ngoài cái khả năng của họ, thì họ không còn cái gọi là hạnh phúc nữa, nó trở thành đau khổ, nó trở thành tù túng. Thì đó là Tịnh Đạt muốn nói rằng á, ngoài cái việc mà chúng ta tạo phước để mà nhận lãnh cái quả trổ sanh, nó còn có là nền tảng để mà hỗ trợ cho cuộc sống tinh thần. Cho dù mình sống ở nông thôn, cho dù mình sống ở thành phố, cho dù mình sống ở cái đất nước nào phát triển hay là nghèo nàn, thì cái phước nó hỗ trợ là cái người đó không có gặp khó khăn. Không có gặp khó khăn về cái vật chất, cũng không gặp khó khăn về cái gọi là khổ đau trong cái hoàn cảnh khác nhau. Đó là do cái phước nó hỗ trợ. Thì quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay trong câu kệ Phung Pháp Cú này đó, chúng ta thấy rằng đời sống của một vị tu sĩ nó không đơn thuần đó là chỉ việc đó là xin được đắp y cạo đầu, mà nó còn mang nhiều cái việc cần phải học hỏi, cần phải xem xét về cái pháp học, về cái pháp hành, và quan trọng nhất là an vui trong cái đời sống xuất gia. An vui trong cái đời sống xuất gia với cái tinh thần là học pháp, hành pháp, không phải an vui trong cái đời sống xuất gia với cái tinh thần đó là mình hành nghề. Thì như vậy đó, nó mới bền, nó mới lâu. Cái việc mà hành nghề, tôi quý vị rằng ở đây quý vị đều có cái công ăn việc làm bên ngoài. Tịnh Đạt nói rằng cái việc mà chúng ta hành nghề đó, nó có lợi đó, nó có sự ăn, nó có niềm vui đó, nhưng mà sao, nó có nhiều cái rủi ro, nó có nhiều cái rủi ro về cái công việc,
thành công thất bại mình khoan ai nói đến, mà cái rủi ro đầu tiên đó là cái rủi ro về cái tâm lý. Rủi ro về cái tâm lý, tức là ban đầu thì mình quan hỷ, mình xuất gia làm cái người tu sĩ, nhưng mà sau đó, sau mình có cái niềm vui với cái việc là để chữa bệnh hay là xem tướng vân vân, rồi mình lại không còn cái niềm vui của người xuất gia tu sĩ nữa. Nhưng mà cái niềm vui của cái việc mà xem tướng, làm mai, làm mối hay là làm chữa bệnh đó, nó không có bền. Và cái rủi ro ở đây đó là gặp nhiều cái hoàn cảnh, tình huống nó ngoài cái dự kiến của mình, làm cho mình bất mãn. Và khi mà đã bất mãn rồi đó, thì không còn cái gì mà để giữ lại cái đời sống xuất gia được. Thì cái người đó sẽ hoàn tục, cái người đó sẽ bỏ cuộc. Đó là cái rủi ro rất là lớn đối với cái người xuất gia tu sĩ mà không có được cái niềm vui, cái sự an vui trong cái việc học pháp hay là hành pháp, mà là có cái sự an vui với cái ngoài cái việc học pháp và hành pháp. Thì cái sự an vui, cái niềm vui đó nó sẽ là cái rủi ro rất là lớn, bởi vì ngoài cái việc học pháp và hành pháp thì gì nó cũng mang cái rủi ro hết. Và khi mà cái tình huống khó khăn nó xảy đến thì một á, lợi tốt đẹp á, thì nó là tự mãn. Khi nó bất lợi á, thì nó là bất mãn. Khi mà tốt đẹp á, thì vui, khi mà khó khăn á, thì buồn. Chính cái vui, cái buồn, cái tự mãn hay là bất mãn này nó sẽ làm gãy gánh cái đời sống xuất gia. Bởi vì mình không có cái điểm tựa nó vững chắc như là cái việc học pháp và hành pháp, mà mình chỉ là nắm vịnh cái cành lá, thì cái cành lá nó có thể là nó yếu ớt, nó có thể nó gãy bất cứ lúc nào. Còn như là chúng ta ôm vào thân, chúng ta ôm vào gốc cây thì nó chắc chắn hơn. Thì hôm nay Tịnh Đạt cũng xin được chia sẻ cái liên quan đến cái đời sống của vị xuất gia tu sĩ nha. Và cái trong cái ý nghĩa tiếp theo, không cố chấp, không khoác lác, có cái sự nuôi màng trong sạch hiểu biết, thì Tịnh Đạt cũng vừa đề cập đó là đây là cái niềm vui, đây là một cái sự an vui của cái đời sống xuất gia. Một cái người biết chấp nhận với cái điều kiện sống căn bản, không quá xa xỉ, không quá chú trọng về cái vật chất bên ngoài, chỉ làm sao có được cái sức khỏe, làm sao có được cái điều kiện thuận lợi để mà học, để mà hành, thì cái người đó sẽ có được cái sự an vui, không có cố chấp, cũng không có khoác lác. Ở trong kinh Sa Môn Quả đó, chúng ta tiếp tục chúng ta thấy được cái đời sống xuất gia tu sĩ. Cái vị nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn có ý định xuất gia đó, mà bây giờ chúng ta chưa có đủ cái động lực, tâm lực chưa có mạnh đó, thì Tịnh Đạt khuyên quý vị nên đọc cái bài kinh Sa Môn Quả, Samanapala đó, Sutta. Bài kinh này là phải nói một bài kinh khuyến tu cho một cái người tu sĩ rất là mạnh, rất là hay. Trong cái bài kinh đó thì Đức Phật Ngài trả lời cho một cái vị đó là vua Ajatasattu. Cái vị Ajatasattu này hỏi Đức Phật đó là cái lợi ích của vị xuất gia là gì? Chúng ta có thể tóm gọn như vậy. Cái lợi ích của vị xuất gia là gì? Thì do vì là cái vị vua Ajatasattu này đi nhiều nơi để hỏi rồi, nhưng mà không có được cái câu trả lời nào nó vừa ý hết. Không có được cái câu trả lời nào vừa ý hết. Thì khi mà đến gặp Đức Phật, Đức Phật Ngài mới trình bày. Ngài trình bày. Ngài nói, Ngài dẫn vào một cái câu đầu tiên. Ngài nói rằng cái này vua Ajatasattu. Bây giờ thí dụ như là một cái người nô lệ, một cái người đầy giúp việc nam hoặc nữ đó, mà rất là siêng, rất là siêng, sáng sớm thức dậy sớm thì lo chuẩn bị thức ăn sáng, dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ,
Bây giờ chúng ta nói chúng ta đi, chúng ta có được một người giúp việc như vậy chúng ta quý lắm. Thì vua Ajatasattu Đức Phật ngài đang ví dụ có một người rất là siêng năng cần mẫn, rất là được lòng, thì Đức Vua có quý không, có yêu thương không? Đức Phật, Đức Vua ngài đã có. Nhưng mà Đức Phật ngài nói thêm, nếu như cái người này xuất gia cạo bỏ râu tóc, xuất gia vào trong giáo pháp, thì Đức Phật, Đức Vua ngài có tiếc không? Có tiếc là ôi ở lại làm nô lệ, làm giúp việc cho ta, đừng đi xuất gia, đừng có sống đời sống xuất gia mà hãy ở lại nhà làm giúp việc, tại vì ngươi làm được việc, không có ai có đức tính giống như ngươi, sạch sẽ chu đáo, không có tham, rồi biết chăm sóc nhà cửa trước sau, cây trái vân vân, ngươi làm việc rất là giỏi cho nên ngươi được xuất gia. Thì Đức Vua có nói như vậy hay không, có cản không? Thì Đức Vua A Xà Thế nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ không có cản, không có cản, mà lại khuyến khích. Khuyến khích nếu như người đó được xuất gia, con rất là vui và rất là thành kính để mà hộ độ cho cái người đó về bốn món vật dụng. Đó là cái lợi ích đầu tiên. Chúng ta thấy rằng nếu như cái người đó vẫn tiếp tục làm cái người giúp việc đó, thì đâu có được cái sự tôn trọng, được cái sự cung kính, hay là được cái sự hộ độ về bốn món vật dụng. Đó là cái việc mà cái đời sống xuất gia. Chúng ta không nói rằng xuất gia để mình hưởng những cái đó, để mà được cung kính, để mà được tôn trọng, để mà được phục hậu độ bốn món vật dụng, nhưng mà tự động xuất gia sẽ được những cái lợi ích như vậy. Đó là cái quả báo đầu tiên và thiết thực cho cái người sống, cái người xuất gia. Và kiếp đó thì Đức Phật ngài mới kể từng bước về cái quả của vị xuất gia. Đối với người xuất gia thì đó là có những cái đức tính mà cái người không xuất gia không thể nào có được, giống như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không có phạm những cái ác giới, không có làm những cái việc đó là lừa đảo, rồi xem tướng, thinh chiêm tinh, xem thầy toán bối vân vân, không có làm những cái việc đó. Mà người xuất gia từ bỏ những cái việc đó mà chỉ chú trọng vào cái pháp học và pháp hành. Và sau đó là Đức Phật ngài trình bày về cái hạnh tri túc của người xuất gia, rồi ngài trình bày về nếu như cái vị đó có cái tâm thật sự hướng về chánh pháp, xa lìa khổ đau, cố gắng tu tập để mà kiểm soát năm cái truyền cái, rồi đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, tứ thiền, đắc các tầng thiền nghiệp thế, xong rồi đủ phước báo ba la mật, đắc được cái các cái tầng bậc thánh, tu đà quần, tu đà hàm, a đà hàm, a la hán, và cuối cùng là không còn sinh tử luân hồi nữa, thì có phải chăng đó là quả lợi ích của cái việc xuất gia hay không? Thì lúc này thì cái vị vua A Xà Thế đã hoàn toàn được Đức Phật ngài thuyết phục, hoàn toàn bị trả lời với cái câu trả lời này, thì vua A Xà Thế hoàn toàn bị thuyết phục và chấp nhận cái đời sống gọi là quả lợi ích của cái việc xuất gia. Thì cái bài kinh này nếu mà chúng ta cái vị nào có ý định xuất gia trong tương lai, chưa có đủ cái tâm lực mạnh đó, hoặc là những cái người bạn của mình mà có ý định xuất gia mà có cái tâm lực yếu, hoặc là những người đang xuất gia mà bị suy yếu về cái bất mãn, hay là không còn muốn giữ cái đời sống tu tập nữa đó, thì hãy đọc cái bài kinh này. Nó là một cái bài kinh khuyến tu rất là mạnh, tiếp thêm cái động lực rất là mạnh, và tiếp thêm cái sự tự tin, cái hướng để mà mình có được cái niềm tin, niềm an vui ở trong đời sống xuất gia.
đó là bài kinh Sa Môn Quả. Thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, tình đại xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt này ở đây. Ô, thông qua câu kệ ngôn pháp cú số 245, 245 liên quan đến câu chuyện duyên sự ngài Chu Lá Sa Rí, đệ tử ngài Xá Lợi Phất, và thông qua đó tình đại xin được trình bày về cái đời sống xuất gia của người tu sĩ, cố gắng để mà có được cái niềm vui, cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia bằng cách đó là học pháp và hành pháp, không phải an vui bằng cái việc đó là làm những cái công việc khác như là điều trị bệnh, xem tướng số, vân vân. Đó là một cái điều rất là quan trọng đối với cái đời sống xuất gia tu sĩ. Thì hôm nay tình đạt xin được trình bày thông qua cái câu chuyện của pháp cú này. Cuối cùng cũng con xin được tri ân và kính chúc chư tăng, tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh, cầu chúc quý vị luôn được sự an vui tấn hóa và luôn luôn hướng tâm về chính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin mời cô các vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha nupha venasada sati kon tute. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupha venasada sati kon tute. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupha venasada sati kon tute. Tất cả phương có đời cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính